Ông thợ bẫy ông ấy báo là có hai con chuyền đẹp với một con bổi. Thế là lúc nãy để ý thả ra, thế để cái hộp ở đây. Thế mà có đăng lên Facebook, khách hàng của mình có bảo là sót một con, mình lại tưởng đùa thật, hóa ra sót một con thật. Trời, đúng là như trò đùa. May mà mình cẩn thận, mình để ở trong phòng, mình đóng kín cửa và mình lên ăn cơm. Thế bây giờ mọi người nhìn thấy đây, đây là một con sót ở trong cái hộp này, nó chui ra này. Giờ như chuyện đùa. Mình đăng cái clip lên trên Face, thế là có khách hàng bảo sót một con kìa anh, mình cứ tưởng là trêu đùa. Hóa ra là bốn con thật. Thế mà hôm qua ông thợ bẫy ông ấy nhắn tin, ông bảo là có hai con chuyền đẹp với một con bổi. Thế hôm qua thì lại đây, còn một con nữa đây. Trời, may mà chim buộc cánh ở trong phòng nhé. Ui giời ơi, ông thợ bẫy này, ông tí nữa thì ông hại mình này. Đây còn một con nữa, con này cũng dài đẹp. Ôi, ông nhắn tin thế xong rồi ông lại gửi gửi những bốn con mà ông. Đấy, tí nữa thì tôi mất con chim này. Ui giời ơi, con này cũng dã man. Mình đi ăn cơm xong 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 mình xuống, mình lại thấy một con nó lò dò bên ngoài. Thế mà lúc nãy sót ở trong cái túi hộp, cái hộp này, và quay clip thì khách hàng tinh thật. Có một ông khách hàng, có một bạn khách hàng mua cám, con nhắn ở trên Face là anh ơi còn một con, sót một con kìa. Mình lại cứ tưởng bạn ấy đùa. Thế là đi ba con chuyền đẹp lắm, ba con chuyền với một con bồ. Đến là buồn cười.